cái này nghe nhau là alo đó công nhận đây này kia đâu, nó phức tạp quá thì thôi bạn ạ. Giờ này là tập võ là không được không? Đây, xe đi qua đây này. Hả? Ô chế nhau thế này, ô chế nhau mà nhau thành sao xa. Do dàn, dàn đi mà này, xe hành là... Họ nói một bố một kế một thành sáu. Đi đi hẳn lên bậc trên kia xem là có khả thi hơn không. Chứ bậc dưới này thì không ổn đâu. Ui giời ui. Ơ xó lì ơ. Chị hài tàu át chỉ hôn đây ơ chả ơ. Ây ồ giảm thế. Ơ còn ở khu vực dưới này chỗ cái bà mà làm rau nhổ rau dưới này này chỗ này thì có vẻ là khả thi hơn nhưng mà chỗ lại chỗ đấy nó lại là đất bồi nhưng mà chú bán giá không thể nào ngửi được 200 triệu một. Chào tuyên xin gửi lời chào toàn thể quý khán giả và các bác cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại với kênh Hoa của núi. Gấp rút lắm rồi các bác ạ, hiện tại thì cháu Tuyên đang đi tìm đất cho hai bé Sinh Và. Ở đây thì cách điểm trường của hai bé Sinh Và tầm khoảng 1 cây số đi hướng lên trên kia ngay cái quả đồi ở trên này thì quý vị khán giả và các bác cũng biết là chỗ hai bé ngày xưa cháu Tuyên thuê là ngay cái nhà xây đây chỗ hai con điện này này. Đấy. Còn đâu thì cái chỗ ngay ở khe này là ngày xưa hai bé Sinh Và về xách nước ở ngay khe này. Đó. Hôm nay thì cháu Tuyên được một người chú giới thiệu là đây có một người muốn bán đất. Tuy nhiên thì bán bao nhiêu và diện tích như thế nào thì chờ chú về chú sẽ thông tin. Muốn gì lo? Muốn tớ. Thì chú sẽ thông tin cho cháu Tuyên và quý khán giả. Chú nói với cháu Tuyên là chú có bán 2 mảnh. Thì chú có nói bán thôi. Là ở trên trên đường một mảnh, ở dưới đường một mảnh. Ở trên đường thì sẽ là rẻ hơn, còn dưới đường thì giá nó sẽ chát hơn một chút. Tuy nhiên thì phải chờ chú về thì mới biết giá cả và với diện tích nó như thế nào. Đi đâu vậy đây? Đi chơi thôi. Hả? Đi chơi thôi. Cầm thanh kiếm nguy hiểm thế. Không được làm thế ô, làm thế là không được ô. Được mấy lít rồi? Uống được mấy lít rồi? Uống được mấy lít rồi? Với xe đi qua không? Không lại trúng người ta không? Giờ này là tập võ là không được không? Đây, xe đi qua đây này. Hả? Mệt lắm. Cái này thì cháu Tuyên sẽ phải chờ chú về xem là chú thông tin về cái vấn đề đất đai như thế nào. Bởi vì liên quan đến vấn đề đất đai thì cần phải rõ ràng, minh bạch và phải có giấy tờ đàng hoàng. Cháu Tuyên cần phải có tất cả những cái kinh nghiệm tích lũy khi mà chia sẻ cũng như giúp đỡ các bạn ở trên vùng cao. Đấy các bác xem, chán lắm, ở trên vùng cao nó như thế đấy.
nhiều lúc là không muốn nói đâu, mệt lắm các bác ạ. Ở trên đây, ở dưới. Ở trên đây, ở dưới. Tuần giá mù là. Hả? Tỏ. Ui lấy kế mà mua từng mù lọ. Ui lấy nhớ hay nhớ sáu nó lọ à? Nhớ giá là. À, lại ở bên dưới các bác ạ. Thôi đi xuống xem như thế nào. Có từ con đi à? Đứng ở kia quay đi. Bên này. Ừ. Bên này mà ông cháu tao chế đâu. Ô, này lu thịnh á đâu mà. Nhà là ô chữ chữ. Ô chữ chữ. Ờ. Sao ni là? Ừ. Giờ đi hôn đâu? Ờ? Giờ đi chó từ? Bùa giờ đi? Ồ, hôn đi à, chủ chứ mà họ. Ừ, ăn mà ô chế mà chỉ dùng ô. Ô, bê chỉ hả lý cho á tớ hò. Ồ, ô lúc chế nó giả khắc vào nó là. Ồ, lúc lúc lọc bê nè. Ồ, bê 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 kế là. Ừ. Bê mà ạ chá dũ hả? Ừ, bê mà. Bê nè mà khắc mà anh thấy. Mình chỉ phụng công ơ. Tông, ai gì khác là ai gì muốn tỏ, ai gì khác vậy là bố tỏ, ai lúc đóng tuôn đó mà. Ủa nó hãy ơ mà ơ bế giờ đàn cháy, tôi kính là ơ mà giờ lấy ơ bế nó lo. Ơ bế mà nhớ tự. Hả? Bế mà nhớ tự. Bế à, bế à, bế à, bế phụ tỏ yêu, tôi bao mà, tôi bao mà, cháu bế tỏ nhân chá là bố dây ơ, anh gì cái gì mua. Anh đi chú nhìn, chào tỏ yêu, tôi bỏ là, tôi bảo sánh nè. Họ nên à, ông mua khó. Tà cháu nhu lo, ta rất nhiều sản này. U rồi ôi, đây các bác này, chú bảo bán ở tít trên kia, cái chú cỏ voi hàng cỏ voi ở trên tà ly đây phải không? Bộ cỏ voi bộ sáu chỉ giò mà. Còn đi mà ô chế mà sẽ chỉ dùng á. U xiên là. Ừ, số liều, ừ. Sáu sáu chỉ ở đây là thành sáu này. Thành sáu mà khá thành sáu sao mà. Ừ, mà ui thành sáu sao. Hôm nay à, ui chúa, ui chế ở tụi mình nhiều mà nên tiếp tục bóc ui lúa này, nếu nhỏ chế, ui chế nhỏ thế này. Ô chế nhỏ thế này, ô chế nhỏ mà nhỏ thành sáu xà. Nhỏ dàn, dàn đi mà đi xe hành là. Xe của ai đó, của anh này, anh này được cho cháu. Họ nói mua bốn mua kế mua thành sáu. Mua mà. Mua ư mua thành sáu sao thế? Thành sáu, ô chỉ là cháu chế hả? Cháu chỉ cháu chế hả? Ô chỉ cháu. Ô thành sáu. Đi, chú bảo bán ở chỗ này nhưng mà này cao quá. Đang nghiên cứu xem là với chú đi lên cái bậc ở bên trên kia các bác ạ. Đây tìm đất khó tìm quá. Ừ, này xe anh là. Chỗ này cao quá. Ừ, xe anh là. Ừ, xe anh là. Ừ, xe anh là. Ừ, này tà lì cao á, này chỗ này phải tầm khoảng 10 mét đấy. Bên này nữa. Số liều. Ờ sao thế tỏ tỏ bò rên hả bò nà. Mình cho tỏ phò cho nó đu đu á. Mù thành sáu thế. Đi hẳn lên bậc trên kia xem là có khả thi hơn không. Chứ bậc dưới này thì không ổn đâu.
Ui giời ơi. Ơ, xó lì ơ. Chị hài tàu át chí ơn đê ơ, chả ơ. Ây ô, dặm thế. Ơ. Chắc là lên ở dưới thì ông là có ba chỗ à? Bây khó. Ừ, nè xì xìa như này mà dùng sai nào. Đi lên rừng thế này thì ồ, thầy nó chỉ dò là ồ, sao nào. Ôi giời, thành sáu ni mà dùng ua đua mà. Ừ, cao, đây các bác nhìn xuống. Ở giống một cái vực sâu. Chị giò. Ủa chị tao ăn chị nào ăn ạ. Ừ, mệt quá. Giờ u xả vô u tê mà u chỉ vô. À chị vô mà. À thế chị u tao chỉ là u vô chỉ lộ. Ờ nó mà mùa có chế này. Có chế gì chỉ là nhau tao là nó. Ở phần dưới kia thì đất bồi thôi. Nó không phải là đất thịt. U hú mà hú mà giờ nó cái mảnh thì còn mảnh chết chết sao. Khác cái tận khác một bếch nhá nó cho hút dầu. Đào 3 mét sâu mới đến đất thịt. Xong mà đào. Muốn đào xuống nữa thì phải đào tầm hồ hơn 2 mét nữa mới đến đất cứng. Ê, với lại chỗ này nó là thành cái suối rồi. Khó đấy chú ạ. Chị mua hết từ dung đua là. Mụ mụn giá mụ là dàn dàn đi là giá mà một tổ phụ tổ lúc chế lò là mà phụ giá giá mà phụ tại à lúc chế lò lo phụ giá lúc chế lò à tổ tổ rau cho khói rau thì lò đi rau thì tổ tôi chưa ừ rồi mà mua gì kiểu ô bù trọ là một ta kia. Ừ. 200 triệu. 200 triệu cái chỗ đất bồi dưới kia. Ừ. Đi xuống dưới kia này, nhưng mà xuống dưới kia thì lấy làm cái gì? Nó thành một cái hố sâu mà. To to cái. Từ từ ua chế lo mà ua dạo lúc lo tí mà ua một hố tôi đi. Ừ. Ua lúc đó ua đẩy tỷ à. Ừ. Có nhiều tiền thì mới làm như thế được. Còn ít tiền thì không làm thế được đâu, làm thế thì cũng mà đổ tiền vào vứt. Xính với bà về chưa? Xính với bà về chưa? Ông bảo trai đi đón xính với bà về nhà ông đi. Trai tôi tỏ chết rồi mà. Tôi ở đâu? Làm mù đâu? Lớn. Ờ, dưới tôi đó. Ừ. 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 Chị cả. Này. xúc muốn đêm. Nói chung là cái chỗ đất này thì không lấy được. Không khả thi bởi vì là thứ nhất là các bác nhìn thấy cái khu vực này thì rất là cao. Ta ly cực cao. Mình ở đây là ở trên nhìn xuống thì nó cũng rơi vào khoảng độ gần 20 mét. Gần 20 mét chiều cao. Cộng với cái diện tích như của chú nói là một cái góc thành góc chữ C rất là nhỏ ở khu vực này thì không muốn làm gì cả. Cháu cứ tưởng là ông ấy bán ở tít bên đường bên kia thì bằng phẳng cơ. Còn ở khu vực dưới này chỗ cái bà mà làm rau, nhổ rau dưới này này. Chỗ này thì có vẻ là khả thi hơn nhưng mà chỗ đấy nó lại là đất bồi. Nhưng mà chú bán giá không thể nào ngửi được. 200 triệu một cái ô kia thì quá khủng khiếp rồi. Rồi đi xuống nè, bố cầm máy cho. Đi xuống đi. 200 triệu một mảnh thì kinh quá.
không ăn được các bác ạ. Thôi, này là đi xuống thôi. Rất là trơn nha các bác đây này. Đá trơn kinh khủng luôn. Cẩn thận nhá. Ây à. Với cái giá tiền mà đã hô ra thì khu vực này nó cũng không phải là khu vực đông dân cư lắm. Nó chỉ là một cái khu vực thuộc kiểu tuyến quốc lộ, gọi là quốc lộ thì cũng không hẳn là quốc lộ, giống như gọi là đường liên xã thôi. Đây các bác nhìn thấy là rất là rậm rạp. Không phải là mình kén chọn hay là khó tính chọn về vấn đề đất, nhưng mà nói sao thì nói, đất đai thì có ai ở đâu có thông tin gì là cháu Tuyên là ngay lập tức là lên đường ngay. Nhưng vấn đề là mình cứ xem thôi, xem để tham khảo, xem để xem là nó có phù hợp hay không. Biết đâu rằng mình sẽ tìm được cái mảnh nào đó phù hợp với cái yêu cầu của mình. Ở đây thì có nước đấy, nhưng mà đến mùa mưa là nước hơi nhiều đấy. Đấy quý vị nhìn thấy ở cái góc bên này thì chú bảo bán hết cả cái ô này, hết cả cái ô từ đầu kia xuống bên này. Đấy, vòng hết sạc cu bên này, chỗ bà đứng kia. Thì hết cái chỗ này tụt hết cả cái xuống khu vực dưới sâu, sâu dưới này nữa. Đi xem mà khu vực dưới này xem là nó có sâu không. Bà đây này. Hôm nào muốn ra hôm nào đây hả? Bỏ một buồn giá tù là một cho buồn giá gấp vào là buồn giá hả? Ồ bố hôn đi tùa. Bố hôn đi tùa? Ừ. Ồ. Ồ, mà khó nói xiên ạ. Xiên này cho nên ổ chế mà. Thì chỉ chưa dùng ăn thôi nọ. Cứ để mà, cho nên mà lo ná tùa mà, để mà tập cháu tùa mà đau ớ. Chị thấy à, tôi để đi u lo dô là lâu ni tôi để đi mua chị tàu nạn đi à. Ừ. Ừ, nếu mua này cứ nó mua ni tôi bỏ đi mua chị tàu nạn đi nè. Chạy vào đi nào, tu chín giờ hết cao lộ của tỉnh đi ô. Ừ. Bao giờ tỉnh đi, nếu tu thâu ăn lộ chút tao không đi, không đi. Rồi đi tối đây nó sầu kê sầu bé để uống một chút sầu rồi, rồi đi tối đi, nếu giờ muốn rồi đi to rồi. À, đi thâu đi tu chỉ một cái đầy nè. Ừ. Ừ. Tối đây nếu muốn rồi đi, phải tối đây sầu đi, nếu lộ chỉ to, phải sầu đi. Đồ xuống đến đồ lồn hà này hả mùa chỉ xuống chú lồn hà này cứ chú mua đây à. Ờ đây nó vô bố cháp bố từ đó. Đây là đi cho tổ đi mua nó cứ mà. Là ở chơi tổ này là mua tù tổ này ta lồn tổ này lồn này hát tổ cơ này mua nà tù bể này mà yàu này chán tù này chú lồn hà này tù này là. Ồ. Cháu à. Cho tù bể này mà nên tù bố cháu bố. Đây này có băng nước thì rất là nhiều. Mà yàu là ở chơi sổ này là mua thông lồn này nữa. Ừ. À tu cho lu cha đây nó mù lu chế tổ nó mù là mù lu chế đã mi này. Ừ thế thì con này ở bờ chỗ mà ủa này chứ cao nên là bụng ủa mà ủa lúc cua chế mà bụng hơn nhiều bụng hơn đau nhiều đấy ô chỉ có phát đi bay bờ chỗ ừ chỉ có lu chế chỉ có lu chế chân hậu bay bờ chỗ 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 chỉ có chân sau bay bờ chỗ ha. Cho nên chỉ thua sinh phần sau từ tu ha chỉ cái lâu á, là chỉ hai bếp của chỗ á. Ú, bây hai à bông nhiên tàu mà, bây chỉ yêu phát tế chứ, bây chỉ ô chê bây hai bông nhiên tàu mà. Lê mà nên một chê lô. Một chê thì ư tù mì tu mùa cho, thế tù nha mùa lô, tù mì tu hai à mù bế xung. Ờ, ơ, ơ, xung lâu ni, cho cá lì tù mì tu chỉ lô chê ta ni, ô xung ni, nó chê xa xung chỉ lô chê á. Mùa chung cụ là? Ờ. Ờ, cho nên mà tà khó nên là? Cho nên mà ta ta kia cá cha nè, bà ta nên tụt tí nên mình xua lò hôm nay lúa vô nha thì đây này các bác, chỗ đầu trên này của ông bà là từ trên kia dọc theo hai
dọc theo cái bờ của cái cỏ voi ấy, các bác nhìn thấy không? Đấy, cái cỏ voi trên bờ đây này, dọc theo cái bờ này ra chỗ đến cái cuối cùng của cái đầu ống nước này, thẳng xuống đây và xuyên sang bên kia. Thực ra thì cái chỗ này mình nhìn ấy, nó giống như một cái ta ly, nó bị sạt, bị tụt xuống thôi. Thành ra là để mà làm nhà thật sự là mình cũng không khoái lắm. Nói chung là có người giới thiệu thì mình đến xem, mình cũng không có quá nhiều lời khen hay lời chê dành cho những cái miếng đất như thế này. Bởi vì là đất của họ thì họ có quyền họ bán. Bán như nào thì đấy là tùy họ và do cái nhu cầu của họ. Rồi là mình không có nhiều phán xét. Tuy nhiên thì để đánh giá chung về cái yêu cầu của mình ấy, thì bản thân Châu Tuyên thấy là nó không có phù hợp. Thực ra nó quá cao. Thực ra thì nó tiện là tiện đường. Còn nên mà kế rung múa. Nói chung là đường đi lại thì rất là dễ, nhưng khổ cái là cái đất ở bên trên này nó dốc quá, dốc quá. Thành ra là nếu mà để làm nhà ở thì cực kỳ khó. Thôi, tạm biệt một miếng đất rất đẹp, nhưng không vừa, không hợp với ý của mình. Cho nên là thôi, tạm thời thì sẽ di chuyển đi tìm miếng khác các bác nhé. Hy vọng là quý khán giả và các bác cô chú anh chị hoan hỷ và tiếp tục theo dõi những cái video mới nhất của Châu Tuyên về những cái miếng đất mới mà Châu Tuyên sẽ tiếp tục chia sẻ. Có những cái video mới nhất Châu Tuyên sẽ chia sẻ về những mảnh đất hiện tại bây giờ thì cũng đang gấp rút để tìm ra những cái mảnh đất phù hợp. Tuy nhiên thì chia sẻ với các bác ở đây thì là đất này là đất bồi. Có lẽ là gia đình san ở đâu đó về để bồi vào đây để mà làm nhà. Để nói thực sự thì mình nếu mà có mong muốn làm nhà những cái chỗ đất bồi như thế này ấy, ít nhất là phải để đất ngấm và nó lún hết, ít nhất là khoảng tầm 10 năm trở lên thì mới có thể làm nhà được. Còn nếu như mà dưới 10 năm thì gần như mình không thể làm được. Thôi, tạm thời thì như thế đã các bác nhé. Châu Tuyên có lẽ là cũng về đã để tìm một cái mảnh khác thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.